cho đẹp cái đã nha. Đưa lên. Quá hời hợi. Trẻ mà đẹp dễ sợ luôn. Trời ơi sao đằng sau già dữ vậy trời. Trời ơi ai vậy? Ý anh Sơn, em xin lỗi anh nha. Đúng là anh gì vậy? Chụp em hình chụp hình với khán giả. À vậy hả? Mà quan trọng nè, anh thấy không? Khán giả em để bình thường, riêng cái bản mặt của em xóa không còn một nếp nhăn, không còn một nếp nhăn. Quan trọng anh thấy cái giò em kéo dài 1m1 luôn thấy không? Ồ vậy hả? Cái giò 0m1 anh nghĩ người em nhiêu nữa. Bây giờ anh biết không, điện thoại á mình chụp hình lên mình đừng có up lên trên mạng á, rồi cộng đồng vô người ta thấy cái những cái nét xấu của mình. Hiểu không? Có nhiều bạn chỉ em rồi, xóa một hồi là không có thấy mắt thấy mũi luôn, giống như người hành tinh khác vậy. Còn có màu đen nữa anh, màu đen bị mình chụp cho cái môi nó sexy á. Gì vậy? Hai ông, hai bà hả? Gì vậy? Gì ông bà? Gì vậy? Dạ. Cái môi Puka không có cần quá sexy đâu, để sẵn vậy là được rồi đó, Puka. Em, dạ. Môi em xào không nơi là ăn nguyên ngày không hết á. Có dày gì luôn hả chị? Dày gì luôn á. Chụp chụp chụp, lấy ba đứa, ba đứa. Ủa anh Sơn cái môi đâu? Không có, anh không có môi hả anh? Anh đâu có môi thôi, hai người chụp đi. Hai chị em mình chụp ảo cái gì bé. Giờ đừng quan tâm quay gì nữa đó. Mình lên chụp hình thôi chị. Trời đất ơi, cái môi của bà Puka mùa mưa này bà đâu có tốn tiền. Anh này ước gì có ai cho mình đi ra đường mưa là nước vô thẳng luôn. Em ngồi lên thấy à. Ủa chụp nữa hả? Không có, cho nó coi hình thôi. Thấy không? Ừ thấy hai cái mỏ không? Chứ đâu có ai chụp em đâu. Em ra đây làm chi vậy? Chạy hết giờ rồi mọi người chiếm sóng á. Đây là chỗ của tụi em mà. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em phải làm nhiệm vụ chị rủ em chụp hình làm em. Thôi đi về sao thôi. Và xin giới thiệu hai thành viên đầu tiên của ban cố vấn quyền lực, đó chính là nghệ sĩ Hoàng Sơn và nghệ sĩ Việt Hương. Thành viên của ban cố vấn rất là điển trai sẽ được ngồi chung với chị Việt Hương. Đó chính là nam diễn viên Huy Khánh. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở phim trường và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Tần Số Tình Yêu. Nãy giờ trong kia thấy các bạn ở ngoài đây ồn ào mất trật tự, không có nghiêm túc. Khi mình đến với một chương trình tình yêu thì mình phải nghiêm túc thì người ta mới nghe những gì mình nói và góp ý. Chị ơi bớt coi hình lại đi chị. Bạn nghiêm túc đi bạn. Tại vì trong cái này là tần số tình yêu, có liên quan điện thoại, cho nên là chị gửi hình liền. Nhiều khi ban tổ chức thấy chị còn ngon lành quá đẩy chị vô cái khung đó cho chơi luôn. Em chưa 18. Còn Khánh giờ có gia đình rồi, chị đâu quan tâm nữa. Mà tại sao lại ra đây rất là nghiêm túc luôn, khác với mọi ngày? Tại vì con người ta thiếu cái gì ta cần cái đó. À thiếu sự nghiêm túc. Đúng rồi. À không phải đâu chị Việt Hương. Tại vì ngày hôm nay mình được làm cái cương vị là tham luận tình yêu đó, mình tư vấn cho người ta. Không có tâm lượng đi về đây chị kiềm chế em lại cho Khánh. Trời vậy nãy giờ không nói làm em tập gồng em mệt muốn chết. Thôi giờ em về lại với chính chủ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thành viên cố vấn thứ tư, đó là ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie. Lời nói đầu tiên cho phép Phương Trinh Jolie xin được chào chị Việt Hương. Xin chào anh Hoàng Sơn, anh Huy Khánh, Will cũng như là Puka và tất cả các bạn dễ thương ngồi tại đây. Chị, ở đây không phải cuộc thi Hoa hậu, không phải đi chính đâu chính. Em gồng rồi giờ hai chuột tay em nó như trâu luôn rồi kìa. Thôi nói chung là mình vậy đi ha. Rồi xin mời về chỗ. Mời quý vị khán giả đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty truyền thông Vi thực hiện. Tần Số Tình Yêu sẽ là một chương trình sẽ giúp cho tất cả các bạn sẽ tìm được một nửa còn lại có cùng tần số với mình. Và ngày hôm nay hai người chơi của chúng ta sẽ là hai bạn nữ, và hai bạn nữ đó là ai? Xin mời. Wow! À, xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Huỳnh Thị Biết Điều. Huỳnh Thị Biết Điều. Dạ, tên em hơi đặc biệt một xíu. 9X lạnh lùng, đầy bản lĩnh. Cô gái đa dị năng, mê thể thao, thích võ thuật,
biết thiết kế thời trang lại nấu ăn siêu ngon. Một chàng trai có bờ vai đủ rộng đủ vững chãi, anh chỉ cần xuất hiện và đứng đó chờ, em sẽ là người bước đến chinh phục trái tim anh. Lý do tại sao mà ra thủ thế dữ vậy? Dạ, màn giới thiệu đầu thôi ạ, chơi boxing cho biết tính cách mình là mạnh mẽ. Em bình thường có chơi boxing nữa hả? Dạ đúng rồi. Em xin chào tất cả mọi người và các anh chị ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Minh Anh. Em năm nay 19 tuổi. Thần nông mơ mộng hay chiêu trò thả thính là phải dính. Nghiện phim tình cảm Hàn Quốc bấn loạn vì cái chớp mắt trong sáng. Đến sáng vẫn còn lơ mơ, là cô gái thích cái đẹp hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Đôi khi ngu ngơ để chẳng ấy sóng vai người hùng. Anh ơi. Hả, sao bé? Mình có thể nói chuyện riêng một chút xíu không anh? Anh có biết rằng là sô-cô-la khác anh ở điểm nào không? Đen anh. Không phải anh ơi. Sô-cô-la là ngọt trên môi, còn anh á thì ngọt trong tim em. Ngọt trong tim em. Cái này là mình dạo đầu thôi, còn thực chất là em thả thính bốn bạn trong kia chứ không phải là thả thính anh Will. Bây giờ xin mời hai bạn về chỗ để chúng ta bắt đầu xem bốn chàng trai ngày hôm nay là ai nha. Xin mời. Và bây giờ là sự xuất hiện của bốn chàng trai giấu mặt của ngày hôm nay. Và gợi ý đầu tiên của họ dành cho hai bạn nữ đó chính là giọng nói và hình dáng. Xin mời ạ. Và bây giờ lần lượt từng bạn nam sẽ lên tiếng giới thiệu về mình nha. Đầu tiên xin mời bạn ô số 1. Xin chào các bạn, mình tên là Lâm Nguyễn. Mình là một con người sống nội tâm. Chiếc điện thoại là một người bạn theo mình tất cả chặng đường. Bởi vì mình là tài xế công nghệ mà. Không sao. Lúng túng. Xin mời bạn ô số 2 ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Chánh. Sở thích của mình là thích kiếm tiền, sợ bị làm phiền và mình rất hay bị thất tình liên miên. Đây là chiếc điện thoại của mình và cũng là người bạn đồng hành và là trợ thủ đắc lực trong suốt quãng đời sự nghiệp của mình ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giọng nói của bạn số 3. Xin chào mọi người, mình tên là Tuấn Sang. Mình là một người hòa đồng và năng động. Chính vì thế chiếc điện thoại là người bạn của mình để mình dễ kết nối với bạn bè, để cho mình thỏa mãn niềm đam mê. Bạn làm nghề gì mà đam mê qua chiếc điện thoại? Những thứ gì mình thích thì mình đam mê thì mình làm thôi. Vẫn còn bí mật nha anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với giọng nói của bạn số 4. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hoàng Minh. Và người yêu hiện tại của mình đó chính là chiếc điện thoại này. Đó là lý do tại sao mình tới với chương trình ngày hôm nay. Để mong muốn tìm kiếm cho mình được một người bạn gái có cùng tần số với mình, để có thể thay thế được chiếc điện thoại hiện tại. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đầu tiên thì chúng mình nên để hai bạn nữ nói lời đầu tiên, bởi vì hai bạn đến đây là để tìm một nửa của mình đúng không ạ? Đối với em thì em thấy trong bốn bạn, em thấy ấn tượng với ai đầu tiên? Về giọng nói thì em ấn tượng với anh số 4 vì nó dứt khoát. Còn về câu từ á, thì em ấn tượng nhất với anh số 2. Thất tình liên miên này kia là thấy đọc nghe rất là bắt tai. Giọng nói ấn tượng đối với em là anh số 3. Kiểu như mộc mạc á, không có gì phải nhân nhá hay là... Mình nghe mình cảm giác nó thật lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn biết điều ơi, theo chị á, thì lúc mà mở lên á, thì riêng bạn Tuấn Sang là chị thấy hơi tạo nét hơi đậm quá. Tại vì thường đàn ông chụp hình thì ít bao giờ làm vậy. Đối với chị thích anh số 1. Việc thứ nhất, anh là tài xế, anh ngồi lưng rất thẳng, mình không có nực nhìn mặt, mình nhìn cái tướng. Trước tiên chị thấy anh này thẳng một đường mà đi, khi nào cần quẹo là anh xi nhan anh mới quẹo thôi. Cái vấp váp của ảnh chị lại thích cái đó, có nghĩa là họ rất mộc, không có thơ văn như anh số 2. Phương Trinh. Trinh thì cả bốn bạn Trinh đều cảm thấy thích. Tại vì thực sự mới mở đầu à, em nói thích bạn này thích bạn kia thì ba bạn kia buồn. Cho nên thôi thì em cứ để cái điểm số 1 cho tất cả bốn người, rồi sau đó từ từ các em loại từ từ. Bây giờ trên màn hình của mình đã có bốn cái ốp lưng rồi, thì bốn cái ốp lưng điện thoại này, cái phần mà trang trí xài ốp lưng như thế nào, màu sắc nó cũng gần như là thể hiện được một chút xíu gì đó cái tính cách của các bạn. Số 1 là chỉ là cái viền thôi chứ viền luôn trong. Cái viền dòng ngoài thôi chứ cũng không có ốp lưng. Số 2, số 3 thì không có ốp lưng. Ừ, mấy cái điện thoại mà không có chăm sóc vậy là coi như là cái công việc người ta nhiều hơn. Còn cái anh bìa kia thì anh này kỹ à. Người số 4 quá nhiều tóc, để không nắm tóc, dò đầu, bứt tóc nữa. Thì anh này là người đàn ông tính hay quên, không có hay mất ơi. Điện thoại. Anh nói là hồi nãy anh có nói là chiếc điện thoại hiện tại là người yêu của anh. Không, mà thật sự là mình yêu bản thân mình thì mình mới yêu người khác được. Chính vì vậy nên là chứng tỏ là bản số 4 này là sau này có người yêu sẽ rất là yêu người yêu của mình.
Có thể là cái anh chàng số 1 kia, ảnh cái nghề ảnh là nghề tài xế, ảnh cũng không quan tâm, nhưng mà thường nghề tài xế á thì ít bao giờ cầm điện thoại, cho nên cái ba bạ này để cho rớt xuống nó đừng có bể, đó là an toàn trong công việc. Hoặc có thể là cái đồ ấp lưng của cái bạn này nè, bạn quá điệu để mà chăm sóc cho cái ấp lưng của mình. Vậy bây giờ hai em cảm thấy ấn tượng với cái ấp lưng nào nhất? Đối với em thì hiện tại em chưa ấn tượng ấp lưng nào hết. Còn Minh Anh? Dạ, còn đối với em là anh số 4. Tại vì ảnh ghi họ tên này kia, chắc ảnh cũng rất là yêu quý bản thân, chắc cũng biết chăm chút, nên là chắc cũng ngoại hình ưa nhìn. Chắc là cũng đẹp trai đó đúng không? Dạ đúng. Chương trình sẽ gợi ý tiếp cho tụi em một thứ, đó chính là màn hình điện thoại của bốn bạn nam. Xin mời màn hình điện thoại của bốn bạn nam ạ. Tài xế mà em để cái hình khó đi quá em. Mê cung á. Tài xế này bảo đảm chạy là ngon lành. Chạy cái kiểu này mà ra được tới ngoài là ngon lành luôn rồi. Anh số 1 cho em hỏi tại sao anh để cái hình nền bông hoa như vậy? Cái này là không phải một cái bông hoa, nó là một cái hoa văn và nó rất là thoải mái. Nói chung là hết cái sự hài hòa, vừa đơn giản. Cho em hỏi anh số 1. Anh ơi, ngày xưa anh học trường nào vậy anh? Đại học Văn Lang đó em. Cùng trường với em. Ôi ôi. Có phải là cái hình đó là trong cái đại hội nguyên đúng không anh? Lễ hội. Dạ. Ủa anh anh nằm trong ban tổ chức à? Hay là sao mà anh thích cái hình đó? À không, anh chỉ là người quẩy thôi. Có khi nào mà hôm đó em gặp anh không anh? Có lẽ nào ta đã từng gặp nhau. Hồi nãy mới ra rung. Rung. Thiệt lòng. Gặp bây giờ đúng hơn. Ổ, phải không? Bắt đầu quẩy. Yeah. À, người ta đã có cùng tần số nhau đó. Người ta đã cùng trường nè. Rồi biết đâu gặp nhau rồi. Bạn số 2 ơi. Ủa là sao em lại để cái nội dung email ra ngoài vậy? Em hay quên hay sao? Thì tại nhiều thứ nên những cái quan trọng thì em thường để mình mở là mình nhắc mình nhớ luôn. Yeah. Bạn ơi, cho mình hỏi là nếu mà ra đường có nhiều gái đẹp á, thì bạn đã có bạn gái rồi á, thì bạn có nhìn người đó không hay là chỉ nhìn mình thôi? Nhìn thì phải nhìn với tùy cặp mắt nữa. Yêu thích cái đẹp thì ai cũng sẽ yêu thích, và họ chỉ nhìn thì đối với mình chỉ nhìn với cái ánh mắt là nhìn ngang qua để biết được cái đó là đẹp. Đàn ông á, ai cũng thích cái đẹp. Đúng vậy. Cho nên mình có được quyền nhìn chứ mình không được quyền sở hữu. Với lại khi người ta nhìn cái đẹp để sau này người ta làm cho bạn đẹp hơn hoặc bằng tới những cái rồi. Đó. Nhưng mà em bây giờ này Khánh, em nói thật, trong lòng em có bao giờ em có vậy, có ý vậy không? Có nhìn. Có chứ anh, em thích nhìn cái đẹp anh. Khánh nó nhìn em hoài luôn á. Hôm nay em nhìn Trinh nhiều hơn. Đau lòng quá. Ghé qua đây một tí. À ghé qua hả? À, dạ. Nhìn vậy nó bị lé. Nhìn thấy nó bị lé. Vẫn nhất định là nhìn mấy Trinh kìa. Tôi là tôi nghi cái ông số 3 lắm. Hồi nãy em chụp hình vậy. Rồi giờ ổng kìa. Ba bình bông, hai bức tranh. Bạn số 3. Dạ. Em có thể nào giải thích là tại sao em thích để những cái hình nền như vậy không? Bởi vì em yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên. Còn hơn nữa là em yêu các bạn gái xinh đẹp ở đây nữa. Một lời nói ngụy biện không có đúng. Cái này đâu phải là thiên nhiên. Ba cái cây đó là ba cây giả chắc luôn á. Còn yêu thiên nhiên là phải nói đến cái bạn số 4. Thấy có biển kìa, thấy có trượt lướt sóng á Khánh. Dạ, môn trượt ván rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Em có chơi thể thao không bạn số 4? Dạ em có chơi. Đây là môn thể thao em thích nhưng mà em chưa bao giờ được trải nghiệm. Số 3 ơi, lỡ khi hai bạn gái ngoài đây mặt không đẹp thì sao? Dạ chịu luôn. Trinh nghĩ là bạn số 3 này á, nói yêu cái đẹp bên trong lẫn bên ngoài. Ví dụ như các bạn bên ngoài mà lỡ mà không được đẹp như ý của bạn á, mà đẹp bên trong á, tâm hồn mà bạn đã yêu rồi, thì bạn sẽ cố gắng sau này ra trường đi làm việc kiếm tiền cho bạn gái của mình, tu sửa lại cho đẹp bên ngoài lại. Những con người mà lậm thẩm mỹ ở trong đầu á sẽ nghĩ tới cái gì cũng ra cái chuyện đó được. Em ơi, em có bạn số 3 ơi, có cho vợ mình sau này đi thẩm mỹ phẫu thuật không cơn? Dạ có chị. Ê sao ông số 3 này nói gì ông cũng chịu hết rồi ông. Đúng rồi. Ông này em cảm giác anh số 3 này không hề có chính kiến luôn á. Ê, ba mình nói mà. Gì cũng nói hai gì cũng đứa chịu. Chú ý anh này nha.